Thì hôm nay á, là ông bà ngoại chồng Khanh á, làm sinh nhật bất ngờ cho chồng Khanh á. Chồng Khanh không có biết gì hết trơn á. Thì sinh nhật chồng Khanh là ngày 1 tháng 10, nhưng mà tụi Khanh á, về lại Tây Ban Nha là ngày 28 tháng 10. Cho nên đó là ông bà ngoại muốn làm bất ngờ cho chồng Khanh, cho nên đã mua bánh kem trước. Thì ngày mai á, là tụi Khanh đã bay lại về Tây Ban Nha rồi. Cho nên á, là hả, cũng rất là buồn luôn á. Thì ông bà ngoại khá là buồn, tại vì ông bà ngoại rất là thương chồng Khanh luôn. Khi mà tới thăm á, thì cũng rất là vui, nhưng mà khi mà tạm biệt á, thì còn buồn hơn nữa. Đây là xúc xích xông khói mà ông bà ngoại đã chuẩn bị với tụi Khanh. Thì tụi Khanh đã hút chân không xong hết rồi để mà bỏ vào hành lý. Tại vì á, tất cả mọi thứ á, tụi Khanh đều hút chân không hết trơn á, thì ký thì rất là nặng luôn, nhưng mà đồ thì rất là ít, kiểu như là bị trống vali á mọi người. Thì hôm nay là ngày cuối cùng mà vợ chồng Khanh ở đây kết thúc cái chuyến du lịch lần này. Thì và đây cũng là cái lần cuối cùng mà tụi Khanh ở trên cái vườn này á mọi người. Vì tại vì cái vườn này á là chuẩn bị á là ông bà ngoại chồng Khanh á là bán đi á, vì tại vì mọi người thấy đó là nó rất là dốc, cho nên á là ông bà lớn tuổi rồi không thể nào mà đi được á hết trơn, kiểu giống như là có mía đằng đó nè, có chuối đằng đó nè, lên rất là khó khăn luôn vì tại vì bị đau gối á mọi người. Cho nên là bây giờ quyết định là sẽ bán cái mảnh đất này đi, sau đó thì sẽ mua cái ở dưới núi, nó nhỏ hơn và nó bằng phẳng hơn và nó nhỏ hơn rất là nhiều so với đây, chỉ có 1.000 mét vuông thôi mọi người, còn cái này á là rất là rộng luôn á. Ấy da, con gì vậy? Thì á là quyết định là đã bán rồi đó mọi người, thì đã treo bảng bán rồi á. Thì đây là cái khu vực mà chồng Khanh từ nhỏ giờ ở đây, mặc dù chồng Khanh không có ở đây nhiều, chỉ có mùa hè với lại á là nghỉ lễ hay là cuối tuần đó là chồng Khanh mới lên vườn của ông bà để mà chơi thôi. Tại vì chồng Khanh nhà ở dưới núi để mà tiện cho việc đi học á. Nhưng mà đó là cũng là tuổi thơ của chồng Khanh, cho đến lúc mà chồng Khanh 10 tuổi là chồng Khanh đi qua Tây Ban Nha. Thì đó là tuổi thơ mọi người, cho nên bây giờ á là chuẩn bị á là bán đi rồi á, cho nên chồng Khanh nó cũng hơi buồn. Cho nên là bây giờ tụi Khanh đứng đây, tụi Khanh quay cái mảnh đất này để mà kỷ niệm lại thôi. Ở trên núi đó mọi người, từ cái khúc bên đây nè, từ nguyên cái dãy đồi bên đây á, từ cái dãy đồi bên đó, đó qua bên đây nè là đất của ông ngoại chồng Khanh luôn á. Và bắt đầu từ đây đi xuống dưới đó, lên tuốt ở trên đó luôn mọi người, và xuống dưới đây luôn, và bằng đó cũng là núi luôn. Núi của ông ngoại với bà ngoại chồng Khanh luôn á, ở dưới đó luôn, xuống tuốt dưới đó luôn, rồi từ bên góc bên đây luôn, ở dưới đó, còn ở dưới đó nữa. Nói chung là đó, nó sâu lắm luôn mọi người, từ trên góc bên đây luôn là tuốt đó luôn à, cao lắm luôn. Trời ơi, thấy được con bò chết liền luôn mọi người. Nói chung là con bò đang nằm trên đó, nó nằm tuốt ở trên đó. Còn đây là cái đường đi xuống dưới nhà. Chuẩn bị tạm biệt cái nơi đây rồi. Thì bây giờ đó là tụi Khanh sẽ xuống núi để mà qua nhà Mami Laura là bà nội của chồng Khanh để mà ăn trưa ở đó. Thì hồi nãy Khanh đang quay giữa chừng nó xúc động, cho nên đó là Khanh cắt ngang mọi người. Bây giờ Khanh leo lên xe rồi thì Khanh tiếp tục. Để mỗi khi đó là ở đây đó, nó khá là trời nó âm u đúng không mọi người, cho nên đó là không thể nào quay được hết nguyên cái vườn. Mà tự nhiên hôm nay là trời nắng đẹp cực kỳ luôn, cho nên Khanh mới quay lại được nguyên cái vườn đó mọi người. Thì bây giờ Khanh sẽ xuống ăn trưa và sau đó trả xe mà về nhà, lên núi lại, đi xe lên núi để mà dọn dẹp phòng khóc cũng như là sắp xếp quần áo. Khanh cũng sắp xếp cũng được gần gần rồi, nhưng mà là nó cũng chưa hoàn tất á, cho nên nó là lát nữa Khanh về Khanh phải sắp xếp lại. Và cực kỳ coi thử có đủ số ghế chưa, thì ngày mai là Khanh sẽ bay. Cái chuyến bay của Khanh á là 10 giờ sáng Khanh bay, và 6 giờ là Khanh phải ra sân bay rồi. Vậy thì gì đó, từ cái khu của ông bà chồng Khanh á mà tới sân bay á là mất khoảng 1 tiếng lận á, cho nên đó là mình phải đi sớm hơn chút xíu. Bây giờ Khanh sẽ xuống ăn trưa đây. ¿Qué pasa, Honey? ¿Tristes, eh?
Y sí, cambian mucho mejor. Bueno. ¿Puedo querer? Ya, ya. Pero un momento. Madre mía, ¿qué? Ya. Bravo, ¿no? Ay, ay. Ahí, dale. ¡Oye! ¡Con su madre! Entra. Ahí, ahí, ahí. Eso es tres. Está tragando. Espera, quita. Abre. No va a botar. ¿Ves? Uy, ya, la. No, no va a botar y por eso te salpica. A ver, queda un poco más. Un poquito más, qué rico. No sale, pues. Ahí está. Hôm nay là tụi Khanh ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ sáng. Nhưng mà không hiểu tại sao, trời rất là sáng luôn. Mỗi khi là tụi Khanh ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ sáng thì trời vẫn còn tối, vẫn còn đèn đường luôn á. Thì mặc dù là không có mặt trời, tại vì gió trên núi á, sương mù rất là nhiều. Thì hiện tại là tụi Khanh đang đi ra sân bay. Chuyến bay từ Ecuador tới Colombia của tụi Khanh á, là máy bay nhỏ cho nên là sẽ không có màn hình TV. Nhưng mà đợt này là máy bay mới cho nên là thiết kế rất là ok luôn. Có bàn ăn nè, và đặc biệt là có cái chỗ để điện thoại để cho nó không có bị trượt á, với lại có chỗ để ly nước nữa nè, và có chỗ kẹp iPad nữa. Nói chung á, là thiết kế cũng khá là tiện. Nếu ai mà muốn coi phim free á, thì mọi người có thể cập nhật vào website của hãng máy bay. Thì sau đó là sẽ có nguyên cái list phim giống như là các màn hình ở trên máy bay vậy đó mọi người. Và ở đây á, là sẽ có đầu sạc USB Type-C và cũng có đầu sạc USB Type-A luôn. Nói chung á, là cũng rất là tiện lợi luôn á. Thì trong chuyến bay ngắn này á, tụi Khanh cũng có đồ ăn thử luôn, để sau này á, họ bán trên máy bay á, đó là một ổ bánh mì và một bịch sô-cô-la. Khi mà quá cảnh ở Colombia thì tụi Khanh cũng vào phòng chờ luôn để mà chờ chuyến bay tiếp theo. Do là tụi Khanh mua vé và phòng chờ là tụi Khanh mua 2 chiều luôn, chiều đi và chiều về. Đồ ăn của đợt về nãy mọi người rất là khó ăn luôn á, tụi Khanh không có ăn được, chỉ có ăn được thịt bằm thôi á. Cũng may á là khi bay được chút xíu là tụi Khanh có đồ ăn liền luôn á, tụi Khanh có pasta bolognese và cơm gà mọi người, và có thêm chén miệng nữa, nói chung là cũng tạm tạm. Xong rồi thì tới đồ ăn sáng mọi người là trứng chiên á, mà nó nhìn nó nghèo nàn dễ sợ. Và cuối cùng tụi Khanh đã tới Tây Ban Nha. Thì cái chỗ lai hành lý là mọi người, thì cái chỗ nào có hành lý thì cái máy nó không rớt xuống, khi mà chỗ trống thì cái máy nó rớt xuống. Cái hôm mà đi làm lại cũng là ngay ngày sinh nhật của chồng Khanh luôn á, cho nên là mẹ chồng Khanh lấy một cái miếng bánh kem xong cắm đèn cầy vô để mà chồng Khanh thổi nến thôi. Aprovecha todo el mensaje. Me dejo de soplar luego.